Hello các bạn, hiện tại thì mình đang ở Hàn Quốc. Và như các bạn cũng đã biết á, ở Hàn Quốc ở Seoul rất là nổi tiếng về thời trang nè, làm đẹp và ẩm thực. Hôm nay mình muốn đưa các bạn 24 tiếng đi ăn với mình và những cái món ăn mà người Hàn Quốc. Đi ăn không? Đi. Ok cả nhà, bây giờ là 11:37, sẽ là giờ ăn trưa ha. Bọn mình sẽ đi ra một cái chợ gọi là Hoàng Giang Market. Là một cái chợ kiểu bán rất là nhiều đồ ăn, mà toàn những cái món truyền thống siêu nổi tiếng ra với cả người Hàn và cả khách du lịch nước ngoài. Mà dạo gần đây chắc là sẽ nhiều khách du lịch hơn là người Hàn. Thì sẽ có một quán này siêu nổi tiếng lên một cái show ở Netflix rồi mọi người ạ. Mình cũng chưa ăn bao giờ. Nghe đồn là Mai Trang đi ăn quán này với người yêu cũ á mọi người. Không, thì... ý là không phải quán đấy, mà là cái chợ đấy là đi hồi xưa đi với người yêu cũ rồi. Mấy nay ngày nào mà đi chung với Mai Trang, Mai Trang cũng nói em đi với người yêu cũ chỗ này, em đi với người yêu cũ chỗ thì kia. Thì đấy là ý là đang muốn từ chối khéo ấy, nhưng mà anh Philip vẫn bắt mình phải đi đấy. Nhiều người yêu cũ, nhiều quá khứ quá mọi người ơi. Không hề luôn. Ok thôi bây giờ theo tụi mình đi ra chợ ăn ha. Ok mọi người ơi, mình đã đến được Hoàng Trang Si Trang rồi. Ok, mình sẽ đi tìm cái quán của cô ấy nha. Mission của mình với lại Mai Trang là sẽ tìm cái cô trên Netflix. Yeah, how? Ui, đông lắm mọi người ơi. Đông lắm luôn. Không ngờ là đông đến vậy luôn. Và nhiều ở đây nhiều cô lắm. Nhưng mà cô nào bán cũng đông khách. Yeah. Nhìn cái gì cũng muốn ăn hết đó mọi người. Ngon thật đấy. Ừ, nhưng mà bây giờ phải lựa bởi vì nhiều option quá cho nên là phải lựa. Người ta bảo là đi cái chợ này không ăn được hết các món trong một ngày đâu. Mọi người, nãy giờ mình tìm hoài tìm chưa thấy luôn mọi người. Đi hết cái chợ đấy. Chợ này còn bên kia đúng không? Oh, I think that's her. Oh yeah, that's her. Yeah. Oh yeah, oh my god. The line. Các bạn ơi, mình đang tìm được cái quầy của cái cô đó rồi. Nhưng mà hình như là hôm nay chủ nhật cô đó chắc nghỉ ở nhà. Cô kia không phải cô đó hả? Không phải, mình cứ ăn cứ thử thôi. Nhưng mà vẫn rất là nhiều người ăn, rất nhiều người xếp hàng luôn. Yeah. Và ở đây người ta làm kiểu chuyên nghiệp ấy, người ta kiểu có mấy người đứng chỉ đạo các thứ. Đúng không? Khám bác? Khám bác. Lịch sử? Ok. Khám bác. Khám bác. Mình vừa mới gọi một kalguksu và một mandu. Và chú ấy hỏi mình là chia nửa. Tại vì là có hai loại á. Mình sẽ chia nửa ra hai loại để mình ăn thử. Chú bảo là đối với kalguksu là những người nước ngoài này. Chú nhìn chú biết à. Với là kiểu những người nước ngoài người ta mới quay ở này á. Không sao. Đây là mình đang quảng bá Hàn Quốc mà. Chỗ này giống như là nhờ Netflix nên nổi tiếng á mọi người. Cho nên là rất là đông luôn, đông giả man luôn. Mà mình đứng đợi nãy giờ nó nóng rồi là nóng. Ok mọi người, ở đây mình có gọi là hai món. Đó là mandu với lại kalguksu. Hai cái này hình như là cũng không có mắc lắm. Cái này hình như là 6.000 won. Còn cái này là 9.000 won. Mặc dù là tiệm rất là nổi nhưng mà người ta vẫn giữ giá gọi là trung bình, mặt bằng chung á. Ok bây giờ anh thử đi. Ai đến hàng cũng phải ăn này đúng không? Em thấy là nó sẽ không quốc dân bằng kiểu tteokbokki á thứ. Nhưng mà nó rất là local, I would say. Ở đây có hai vị thì em cũng chưa biết được là hai vị này khác nhau ở điểm gì. Anh ăn cái màu cam, em ăn cái màu này. Cheers. Được nhá. Ok bây giờ mình thử cái của mình nha mọi người. Đó. Hình như là cái này là trong đây nó có tofu nè, nó có kim chi. Thịt
Yeah. À, đây là một cái vị vị thường với một cái vị kim chi rồi. Ừ. Ăn chung với kim chi. Cái kim chi ngon không? Ăn nó kiểu nó hơi cay cay, nó the the. Mà cái này phải ăn lúc nóng mới ngon nha mọi người. Đúng. Và ảnh hưởng từ của em nha. Để coi coi cái này nó ngon không. Cái này ngon, cũng ngon. Em thấy kim chi ngon hơn. Kim chi ngon hơn. Dạ, tại mình thích ăn cay á. Phải ăn kim chi nó đã hơn. Ok, bây giờ mình ăn tới món kalguksu. Mà rất đơn giản luôn á. Cái này là mì người ta làm bằng tay á. Nhìn có vẻ rất là dẻo nha. Nhìn nó ú ú mà nhìn nó không hoàn hảo ấy. Tại vì nó là làm bằng tay ấy. Nó không có topping gì đâu mọi người ạ. Thật sự. Chỉ là nước dùng với lại mì thôi. Nó rất là dẻo nha. Thanh đạm ghê ha. Em thử nước súp coi ngon. Anh thấy là nước súp không có bị nhạt á, rất là ngon. Dạ, yeah. Đúng rồi, ăn theo người Hàn Quốc. Có nước dùng với cái kim chi nha, để mình thử lại nha. Giờ bỏ một tí mì vô. Sau đó mình bỏ một xíu kim chi vô. Giống vậy nè mọi người. Một tí em ạ. Ok. Em thêm nước dùng chưa? Một xíu xíu nước dùng vào. Anh thấy ăn cái gì mà bỏ kim chi vô cũng ngon. Mình nghĩ là hai người kêu một tô mì và một đĩa mandu ăn vẫn ngon, xong rồi đi ăn chỗ khác nữa chứ đừng có ăn nhiều quá. Tại vì ở chợ này có rất là nhiều chỗ ăn, đúng không? Mọi người, mình đã ăn xong hết ở chỗ này rồi, bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi ăn chỗ kế tiếp. Thì mọi người theo mình ha, hôm nay là tụi mình sẽ ăn sắp cái chợ nha mọi người. Mọi người, tụi mình khát nước quá cho nên là bây giờ tụi mình mua nước gạo uống. Mình chưa bao giờ được uống nước gạo hết mọi mình người. Mình hỏi anh Felix thì anh chưa được uống nước gạo là phải uống. Yeah. Nó là kiểu truyền thống của Hàn Quốc. Nhưng mà hình như là nó có bán nước gạo trong chai, trong siêu thị. Nhưng mà nó khác nha, 2.000 won một cốc. Tụi mình đã có nước gạo nè mọi người, bây giờ first reaction nha. First reaction. Nó ngọt, nhưng mà nó không có ngọt gắt, nó ngọt vừa đủ đúng không? Kiểu như not too sweet. Yeah, not too sweet, it's not so Asian. It's Asian thing. Nhưng mà em đoán là nó vẫn sẽ hơi ngọt so với cái khẩu vị của anh đúng không? Ừ, hơi ngọt. Hơi nhịn thôi, tại vì thứ ăn nó vẫn là ngọt mọi người ạ. Yeah, thường thì anh uống không có cực kỳ ngọt, nhưng mà cái này không có bị ngọt gắt. Uống vẫn rất là kiểu như mát đó mọi người. Nó được kéo lại bởi cái vị kiểu earthy của gạo ấy. Đúng rồi, ở trong nó có gạo tí xíu. Ngon. Uống vừa vừa còn đi ăn nữa nè. Ê mọi người ơi, hai món kế tiếp á mình ăn đó là chân gà và chân giò nha mọi người. Thì mình thấy hai cái món này bán rất là nhiều ở chợ này cho nên là tụi mình đi ăn thử coi nó như thế nào. Mình để ý là người Hàn ăn nhiều. Ừ. Đó. Thì là kiểu hai bên bọn mình đều là người Hàn luôn mà người ta cũng gọi cái món y chang á nên là đoán không biết là như thế như nào, tại vì cái quán này thì không phải là quán nổi tiếng. Quán nổi tiếng mà muốn đi lại không có đi được. Đúng rồi. Người ta nghỉ chủ nhật. Nên là thôi kệ, mình cứ theo vũ trụ mách bảo ấy, ăn chân gà trước anh ạ. Tại vì cái này là signature của Hàn. Nhưng mà chân gà thì nước mình cũng có đúng không? Nhưng mà cái chân gà của Hàn rất là khác. Dạ, yeah. Trong cái vỉa chân gà nó có da heo nữa mọi người. Cái vị nó giống cái vị của tteokbokki. Cay nha. Rất nhiều chân gà ngon hơn. Em ăn rất nhiều chân gà ngon hơn ở Hàn Quốc là em dễ bình thường. Anh không có nghĩ là nó sẽ nguội. Không, nó không nên nguội đâu. Cái chân gà là 8.000, còn cái giò heo là bao nhiêu? 10.000. Ừ. Bây giờ mình thử ăn cái giò heo nha. Không biết cái này mà nóng thì sẽ ok á. Dạ. Nó lạnh. Ăn giống như là lỗ tai heo ở Việt Nam, anh thấy cũng được. Nhưng mà mình không có thích lắm. Tại nó nguội. Ừ, tại nó hơi nguội. Ok, xin chào bạn. Bây giờ mình sẽ vào đây đòi lại công lý cho mình 2.000 won của mình.
please. Mà đi không người ta cho mình vào luôn. Tức là mọi người hồi nãy hai đứa đứng rõ ràng mình nhớ cái menu á là 18.000 won hai món, mà lúc mà tính tiền á thì cô đó tính 20.000 won. Lúc mà tính xong cái mình bị kiểu như sững sờ luôn, mình không biết chuyện gì xảy ra luôn. Tại vì là mình mà là đây là người local mà không có đứng dậy hỏi hay là gì hết trơn. Không, tại vì là em không chắc. Nghĩa là em không là em không phải là người nhớ mà anh mới là người nhớ đúng không? Thì lúc mà em tính tiền xong rồi, tại vì cô ấy nói rõ là 20.000 thì em kiểu ủa sao vừa em Philip nói là 18.000 mà có khi lại nhớ nhầm như sao các thứ, nhưng em cũng nhớ là có số 8 thật. Nên là lúc đấy kiểu mình không chắc chắn ấy, lúc đấy em quay ra em tìm cái menu mà em không có thấy, thế là em không biết nói kiểu gì kiểu không. Tại vì nếu mà mình nhầm thì cũng hơi hơi kỳ. Xong rồi cái lúc mà đứng dậy tính tiền mọi người xung quanh nhìn tụi mình quá cho nhìn luôn mọi người. Xung quanh toàn là người Hàn nên mình cảm giác người ta biết ý. Xong rồi chị kiểu như ngại mắc cỡ cái không dám hỏi. Xong lại cô, cái cô điều. Xong rồi em xinh. Nhờ bị khen xinh, khen vậy đó cho nên là không có dám hỏi đó. Nên là cái nào mà em dọn dọn xong rồi cô kiểu dịp bay rồi xong kiểu. Nên là biết gọi là gì không? Bị thao túng tâm lý để lấy 2.000 won đó mọi người. Không chạy so này, đây là police để mình vào mình xin cô nha. Mình kiểu đòi, chú đòi lại cho cháu 2.000. Ok, bây giờ tụi mình đi, tụi mình hơi thèm ngọt cho nên là tụi mình sẽ đi ăn hot dog. Yeah. Đi hot dog. Bây giờ mình sẽ ăn vị hot dog là vị original. Có 3 vị, có honey là mật ong, red bean là đậu đỏ và cheese nữa. Ok. Thì mình sẽ ăn vị nguyên bản. Nóng. Như là ăn vừa chiên xong ngon ha. Không mới chiên xong á. Ở ngoài nó rất là giòn. Ở trong nó có hơi nỉ bên trong. Nhưng mà nóng quá mọi người. Cho mọi người xem video nào. Nhưng mà ăn cái này xong á là no luôn á, tại vì dầu rất là nhiều dầu. Nhưng mà lúc mà đang thèm ngọt chứ thèm đồ chiên là mọi người phải ăn này vậy mọi người. Mình rất là muốn thử đậu đỏ nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình ăn đậu đỏ vô là tí nữa mình sẽ no. Bây giờ là giờ gọi là xế giữa ăn trưa và ăn tối cho nên là tụi mình quyết định đi uống cà phê. Thì tụi mình muốn đến một cái chỗ này gọi là cái chỗ mà chuyên bán traditional tea, kiểu như trà của Hàn Quốc đồ á. Đúng rồi, là uống trà mà cái khung cảnh cũng rất là truyền thống. Chứ nó sẽ không giống như những quán cà phê mọi người hay thấy mà kiểu mấy cái quán mà trendy của Hàn Quốc đâu. Hình như ngày xưa còn đến đây một lần rồi. Nghe phải... đồn á là Mây Trang đến với lại chị của người yêu cũ. Ôi! Nha mọi người. Nói chung là đi đâu cũng thấy cái dấu vết của người yêu cũ trong video chào này. Ơi! Đây là một cái quán mà mình muốn giới thiệu đến mọi người mình tìm được. Thì thường á mấy cái quán cà phê Hàn Quốc á nó rất là đông, nhưng mà cái quán này mình tìm được á nó cũng đông nhưng mà kiểu như nó không có bị xô bồ á. Ở đây á thường á thì nó bán traditional tea, đó là cái trà truyền thống ở Hàn, nhưng mà hiện tại hôm nay thì nó hơi nóng một tí xíu cho nên là mình với Mây Trang quyết định gọi một cái flower tea, có nghĩa là trà này là trà đá lạnh có hoa ở trên nữa nè mọi người. Tụi mình gọi một cái cà phê, xong rồi các bạn cũng đã biết rồi, bingsu ở Hàn rất là nổi tiếng cho nên là tụi mình phải gọi để ăn thử coi là nó ngon như thế nào. Bây giờ tụi mình sẽ thử và sẽ cho các bạn biết là lượng nước và dessert ở đây như thế nào ha. Thử nước trước đi. Thử nước trước đi. Nó rất khác quá ấy. Ok. Cái thìa gỗ thì mình sẽ phải mix lên. Khách du lịch thử trước này. Ok, nên thử. Not too sweet. Not too sweet. Yeah, not too sweet. Not too sweet. Nó giống như là ở dưới nó có berry vậy. Cái hoa ở trên á, anh nghĩ là cái này là hoa nhài. Thử đi, thử đi. Dì cầm đi. ASMR mọi người nhé. Cũng hơi ngọt mà rất ngon.
giảm lại đường một tí thôi là tuyệt vời luôn. Tại vì khẩu vị bọn mình nó không thích quá ngọt nhưng mà ngon. Bây giờ chúng mình thử cà phê của quán trà xem nào. Cà phê thì mình nghĩ là cũng chỉ như tất cả những loại Americano khác thôi. Thèm cà phê đã uống cho bằng được đó mọi người. Cái này người ta dùng cái gọi là gì, drip à? Cái này cái vị của nó có cái vị khét khét ấy. Thì không phải là cà phê shot máy. Ok vậy ha, mình ăn thử bên sâu đi ha. Yeah. Cheers. First bite, cheers. Cái đậu rất là mềm luôn á. À, ngon. Cái đậu đỏ kiểu gì ngon nhỉ? Yeah. Mấy hôm anh rất là thích ăn đậu đỏ mềm. Mà đậu đỏ này nó rất là mềm luôn, nó rất là ngon luôn. Còn cái bánh gạo á, nó dẻo dẻo, ăn rất là ngon. Mình là người rất là thèm ăn ngọt như các bạn cũng đã biết, cho nên là cái này mình kêu hai tô mình ăn cũng vẫn được cho mọi người. Bánh gạo ngon. Chung là quán này được ấy mọi người ạ. Nghĩa là nó không chỉ hot vì địa điểm ấy. Nó vừa đẹp mà nó vừa rất là calm. Nước uống, đồ ăn đều ok. Mình cũng đẹp. Chỗ này đẹp thật. Duyệt. Xứng đáng công trời được. Ok mọi người, chắc là anh Philip sẽ để tên và địa chỉ của quán này ở trên màn hình. Đây là một nơi mà mình highly recommend mọi người nên đến. Song song với việc mà quay cái quán này thì mình cũng có quay một vài cái quán nữa. Và những cái quán đó thì mình quay bằng điện thoại, cho nên là mình sẽ để trên Instagram của mình đó. Nếu như mà các bạn muốn biết được cái list recommendation những cái quán cà phê đẹp ở Hàn, ở cái kiểu hai nước này á, thì các bạn lên Instagram của mình để coi thêm ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ ăn cho hết cái bingsu và nghỉ ngơi ở đây trước khi tụi mình đi ăn dinner. Bây giờ là khoảng 7-8 giờ, anh em mình quyết định đi ăn tối. Thì thường á, mọi người hay biết á, là qua hàng á, sẽ đi ăn đồ nướng hoặc là gà chiên. Nhưng mà chắc là mọi người không có biết về cái món gopchang. Đó là lòng nướng. Thì cái món này mình đã ăn ở New York rồi, rất là mắc tiền luôn. Nhưng mà bây giờ mình muốn qua Hàn Quốc để ăn thử cái là gopchang ở Hàn Quốc như thế nào. Thì Mây Trang đang dắt mình tới một cái chỗ gần trường của Mây Trang. Đúng rồi, đây là khu trường mình luôn, đây chính là quán này rồi. Cả nhà ơi, chúng mình sẽ có những loại phần chan ở đây. Salad. Đây là cà rốt, dưa leo, ớt. Ớt này là ớt cay nha mọi người. Này là tỏi, nước chấm tương ớt Hàn Quốc. Cái này là em không biết nữa, sách bò hả? Sách bò. I'm not sure, sách bò. Và cái này là nha huyết, ớt phải không nhở? Em không biết nữa. Mình thấy không dám ăn này đâu. Nhìn visual của nó không được mời gọi cho lắm mọi người. Nên mình cũng không dám ăn lắm. À cái này chỉ là một cái canh ăn kèm cho đỡ giải ngấy á. Đi ăn ở Hàn Quốc ấy, thì hỏi xin cái tạp dề nha. Để mình đỡ bị dây đồ ăn lên á. Ok. Anh dưới sau lưng em á. Anh thích màu gì nào? Chúng ta có màu xanh nước biển. Anh thích xanh lá. Xanh lá hả? Ok. Xanh lá. Ăn cái này thì mình thơm nước luôn. Bột chang 하고 대창은 2, 3분이다. 아가씨가 학생? 네. 가만히 있어. 한국말 몰라? Let's go. First reaction. Ok, giờ mình sẽ chấm vô với cái này nha. Chấm nước chuông. Ngon. Ăn với hành đúng rồi, chuẩn bài luôn. Nó rất là béo mà nó có giống như là nó ở trên nó có bỏ cái lớp bột ngọt hả? Cái lớp gia vị. Đúng rồi. Rất là ngon luôn á mọi người. Hồi nãy cô đó nói là cô đó tặng cho tụi mình cái này như là service là service. Tặng free á. Cái này là hình như là gan. Gan. Ngon quá rồi, mọi người ơi. Ăn cái này lâu lâu ăn được nha. Ngày nào cũng ăn là xỉu á. Nó rất là béo. Ok, bây giờ anh thử cái bự này nha. Anh ăn thử cái bự, anh kẹp cùng một ít hành để cho nó giải ngán ấy, nó sẽ ngon hơn. Rồi. Nóng. Nóng quá. Ngon lắm. I love that the most. Cái đấy là mình thích nhất luôn mọi người ơi.
Nhưng mà nhiều người không ăn được tại vì béo quá. Béo lắm, nhưng mà cái này lâu lâu ăn sẽ ngon nha. Mình sẽ chấm với cả cái muối và dầu mè. Đây là gia vị yêu thích của em. Cái này không phải là hành, cái này là hẹ. Ăn nó rất là ngon luôn á. Nó có nấm đùi gà nữa nè mọi người. Có cái cây đúng không? Chưa thấy cay lắm nha. Bình thường. Nhưng mà tí nữa thấy em cay. Đang đói. Mà được ăn món mình muốn ăn á. Nó ngon, giảm ra. Cái này đúng của anh hả? Thì của anh mà. 18 giờ món này là mê nhất. Đúng rồi. Cái bán này của bọn mình là 42.000 won. 42.000 won. Mình gọi hai loại, một cái loại lòng bình thường với một cái loại lòng mọc mập. Mà cái mà lòng mọc đấy cũng một tí này thôi mà cũng 20.000 won nữa. Mình nghe nói món này là một trong những món cũng không có gọi là rẻ ở Hàn Quốc. Tại cái ớt đó nãy giờ ăn dùm ở cây. Cây mà. Anh có biết là kiểu hai người thực sự thoải mái với nhau khi mà ngồi ăn chỉ cần thoải mái ăn thôi, không mà mình không cần cảm thấy áp lực là phải nói. Mấy cái đó là chỉ đưa mấy đứa mới yêu nhau một hai ngày đầu tiên thôi, còn tụi mình chỉ như biết nhau rồi này kia nọ nên là tụi mình cảm thấy thoải mái là đúng rồi. Nên là hả, nó không có ngại mọi người, nó ăn nhiều lắm luôn á mọi người. Nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ em nó ăn tàn nát luôn á mọi người. Nên món này kiểu không phải là người nước nào người ta cũng cảm thấy dễ ăn ấy. Đúng rồi, tại nó là lòng á. Giờ thì Việt Nam mình là rất là thích đồ lòng cho nên là ăn thoải mái. Món này á mình gọi ở Mỹ á, bữa hôm anh ăn hai người là 90 đô, mỗi người là 45 đô. Nhiều hơn này không? Nhiều hơn được tí xíu à mọi người. Mình thấy hai người đi á là gọi khoảng hai loại lòng khác nhau ăn là ok rồi. Sau đó cái traditional ở đây thường mọi người ăn xong mọi người sẽ gọi cơm chiên để bỏ vô cái dầu này chiên lên. Ở hàng nó có một cái câu đùa, nó nói là món tráng miệng, món dessert ở đây là cơm chiên. Thì sao kem cấp trang là mọi người bỏ cơm chiên lên mọi người ăn thay vì đi ăn tráng miệng. Rất local ha. Ghê ạ. Anh coi đưa video bắp á. Đưa video bắp đi thầy ạ. Quán lì mê. Ít thông hợp sợi ạ. Ok. Đây là phần cơm chiên mà vừa nãy anh Felix vừa giới thiệu. Hầu như tất cả mọi người đi ăn đồ nướng hay đặc biệt là cục trang sẽ luôn luôn làm gọi cơm chiên. Thì nó sẽ có cái vị béo của những cái lòng này. Bên trong này có sẽ có kim chi, một loại nước sốt của người ta và rong biển. 3.000 cho một người, 2.000, à bạn nhầm, 6.000 cho hai người. Nó sẽ cháy ở phần đế. Nhưng mà em là cái đứa em hay thích ăn cháy cực. Ok, em hãy hướng dẫn cho anh cách ăn của em nhá. Ok. Đầu tiên là mình sẽ lấy một thìa cơm. Đảm bảo thìa cơm này sẽ có hẹ nha. Cái này siêu nóng nha mọi người. Với thật đấy, rất nóng luôn. Tại vì nó là lò gan á mọi người, cho nên là rất là nóng. Giữ nóng cực kỳ lâu. Sau đó lấy một miếng lòng sở thích của anh. Tỏi nữa nha, tỏi nữa nha. Mình sẽ chấm lòng với cả một cái nào đấy mình thích. Ok. Anh là chấm gì ạ? Anh chấm nước tương. Nước tương à? Không biết nữa, em sẽ chấm với ớt Hàn Quốc. Mấy đứa Hàn Quốc có nói chuyện mỗi lần hỏi gì nó chứ. Suy nghĩ mà. Cái lòng này nè, lòng mập mập á mọi người, cắn một cái mỡ đó, nó búng ra trong miệng. Cái này giờ đảm bảo lên ký luôn. Cơm ra là ngon nè. Châu Á tụi mình là phải có cơm. Không có cơm là không chịu nổi. Mọi người ơi, đây là size của quán chai thịt thơm quần áo. Phải ra ngoài thịt nha. Tại vì người chúng mình nồng nàn quá nên là nào. Chỉ cho anh ấy, sao đâu. Anh muốn ngửi mùi giống cục trang hay là anh muốn đấy đấy. Nhưng mà trên đường lại gặp mối nào đẹp thì sao. Hàn Quốc nhiều trai xinh gái đẹp lắm. Anh phải chuẩn bị sẵn. Vô. Hello mọi người, anh là không quên không hello, tạm biệt. Hello à, mọi người tụi mình mới vừa ăn xong. Tạm biệt nói đây, tiếc nuối. Em biết đấy không, em không biết. Tiếng mới bao ngây thơ của một thời ấy. Anh nghe nè, anh mới ăn được là phải nói. Mất nói. Mọi người ăn xong bây giờ no thiệt, no muốn nằm đùi đùi ở đây luôn á mọi người. Mình sẽ chắc là phải đi về chia tay nhau đây. Em không biết là hành trình tiếp theo của anh như thế nào. Tại vì là 24 giờ ăn đúng không? Thì em không biết, không muốn biết. Em đi về ngủ đây. Cảm ơn Chaimosumida, tôi đã ăn rất ngon miệng. Bye bye mọi người nha. Like, subscribe, ấn dấu chuông.
kênh của anh Philip và có thể là sang kênh của mình nữa. Mọi người, mình có YouTuber nói giùm mình luôn, mình khỏi không phải nói gì hết mọi người. anh Philip là lạnh lùng ít nói mọi người ạ, nhưng mà con trai thì mày quần đúng không? Hồi nãy mình ăn cái đó vô mình bị đầy hơi, cho nên là Mây Trang có giới thiệu với mình là uống cái này nè mọi người, nó sẽ đỡ bị đầy hơi. Nó giống nước ngọt đó mọi người, nó hơi ngọt ngọt, nó có hơi có ga ga. Ok, chai này 1000 won nha mọi người. Hy vọng uống xong rồi tối nay mình về mình sẽ ngủ ngon để mai mình có sức mình ăn tiếp. Hello em. What's up? How are you? Xịn yeah. Quá à. Lần đầu tiên anh đi xe máy ở Hàn luôn. Dạ. Yeah. À vậy hả, lần đầu tiên luôn. Ờ. Ờ ok. Từ đây đến đó cũng rồi luôn. Select the option. Em muốn gì? Để anh chạy chạy. Oh yeah, come on. Put the card in the correct direction. Yeah. Yeah. Hôm nay là ngày thứ hai thì mình sẽ đi ăn với lại một người local thứ hai ở Hàn, đó là Uzi. Đây. Hello, mình là Wao Sum. Nhưng mà thật sự bạn này là Việt Nam chứ không phải là người Hàn Quốc nha mọi người. Máu Hàn Quốc nhưng mà cái não thì Việt Nam. Hôm nay á là mình sẽ ăn 3 bữa, là buổi sáng, buổi trưa với buổi tối. Nhưng mà thường á, Hàn á thì mọi người ăn sáng như thế nào? Buổi sáng của người Hàn Quốc là thường thường là ăn nhẹ ở tại nhà hoặc là không ăn luôn. Và buổi trưa thì ăn cả buổi sáng và buổi trưa. Không có giống như người Việt Nam mình ăn một cái tô phở, dĩa cơm sườn, một hộp xôi, bự chà bá luôn. Nếu như mà bạn nào biết á, là có người Hàn ăn sáng đặc trưng là ăn những món gì thì comment bên dưới cho tụi mình biết. Bây giờ anh em tụi mình sẽ chạy xe đi đến chỗ ăn trưa. Yeah, 15 phút là tới. Ok, ok, let's go. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì đi cùng Uzi mình mới trải nghiệm được cái việc mà chạy xe máy ở Hàn Quốc mọi người. Nếu mà không gặp Uzi chắc mình nghĩ là không biết bao giờ mình mới có được trải nghiệm này. Mình thấy là chạy xe ở Hàn nó rất là đã, tại vì thời tiết nó không có nóng mà nó rất là sạch và mát. Đông quá, mình có nên đợi không hay là mình đi chỗ khác? Đúng là nhà hàng thành lập từ 1966 đến bây giờ đông khách. Mình quyết định là sẽ đợi ở đây tại vì thấy khách ra cũng nhanh á, cho nên là mình với Uzi thôi đợi ở đây để đi luôn. Nè, 한국산아 만두하나 비국산아 한국산아. 아요? 네 개 다? 네, 네 개 다요. Theo mình biết là nhà hàng này là mở vào năm 1966 và có rất là nhiều Michelin star, cho nên là nó rất là đông. Mình nghĩ là do là cái location này rất là tốt cho nên nó đông, tại vì cái location này là cái chỗ mà người ta hay đi chơi. 감사합니다. 이거 안으로 좀 넣을게요. 감사합니다. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu món cho các bạn xem nha. Đây là kalguksu. Cái sợi mì này á, thì rất là phổ biến từ thời chiến tranh. Sau đó bên Mỹ cung cấp những cái bột mì. Xong rồi từ đó là người Hàn phát ra được là những cái món ăn nào sẽ dễ ăn và dễ nấu với cái bột, thì họ sẽ nghĩ ra là cái này. Người ta cũng có loại canh làm bằng đậu trắng, có nhiều đạm trong đó. Ok, ok yeah. Sợi mì là soba đúng không? Cái này là có bỏ cái nguyên chất của hoa xối vào trong đó thì nó sẽ ra màu xanh. Ok. Dạ, cái này cũng vậy, người ta làm sốt gochujang, là sốt tương ngót Hàn Quốc rồi phổ biến.
và ba loại này khác nhau, và ở đây có đưa thêm kim chi nữa. Nó nhiều loại mandu, mà mandu này là hấp, là mandu nước. Cái này là mandu nước là nó sẽ thái nhân từ bên ngoài. Còn mandu mà kiểu nó tròn, nó phồng lên thì nó là cái mandu hấp. Cái này là mandu nước. Ok, let's eat. Mời cả nhà ăn nha. Anh sẽ ăn thử cái này trước. Thử nha. First bite. Cái vỏ ngoài nó rất là mỏng, nó không có bị dày. Cái vị nó khá là ngon, nó không có bị mặn quá mà nó cũng không bị ngọt quá. Cái nước chấm này á, nó không có bị mặn, nó kiểu như nó hơi chua chua, ăn rất là đã. Bây giờ mình ăn thử cái món thứ hai. Có ăn cay được không vậy? Ăn cay nhiều lắm luôn á. Ok. Trộn đều anh ạ. Mình rất là thích ăn mì lạnh. Mà ăn mì lạnh mùa hè á, nó rất là đã luôn. Mì này lúc đầu mình tưởng á, nó là mì green tea, mì trà xanh. Nhưng mà thật sự nó không phải là trà xanh nha mọi người. Ngon lắm á. Cọng mì nó không có bị bỏ. Cái nước sốt đó ăn rất là đã, nó hơi cay chứ nó không cay lắm. Nó hơi chua chua. Kiểu như người Việt Nam không có thích ăn mì lạnh nhiều á. Nhưng mà khi mà mọi người ăn quen rồi mọi người sẽ rất là thích. Wow, bất ngờ. Em ăn một muỗng là hết luôn á. That's a big bite. Sốt của cái mì trộn này rất là ngon và đậm đà và rất là nhiều sốt. Thành ra là mình ăn xong thì cái sốt nó còn trong miệng á, nên là mình lấy cái hắc cạo ăn thì nó có tạo vị ngon hơn nữa. Mình khỏi phải chấm đúng không? Đúng rồi, khỏi phải chấm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái nước á. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử món nước rồi em ăn trước luôn đi. Anh không sợ mất hết hả? Mất hết rồi. Ở đây kim chi cũng ngon lắm anh. Đối với anh á, cái mì này á, nó giống như cái cọng bánh canh gạo của Việt Nam á. Cái nước súp á thì rất là lạ. Kiểu như mọi người hay bảo là nước mấy cái nước súp của món Hàn bị lạc, nhưng mà cái món này không có lạc, rất là đậm vị. Giờ mới hiểu tại sao nó có Michelin star, bởi vì nó rất là ngon luôn. Công nhận. Trong đây có dumpling nữa nè mọi người. Nhưng mà há cảo này hình như là nó không có bự bằng cái há cảo này. Ok, kim chi ở đây cay hơn so với những chỗ khác. Ở đây là kim chi cũng tự làm luôn. Nó cay thiệt lắm. Rồi cay thiệt. Nhưng mà nó ngon. Dạ. Nó cay hơn mấy chỗ khác nhiều luôn á. Có mùi hang nữa. Nhưng mà cái garlic, cái tỏi á, nó rất là đậm luôn á. Dạ. Oh my god. Bây giờ mình thử món cuối cùng nha mọi người. Đây là mì đậu, cũng là một dạng mì lạnh luôn. Nhưng mà cái nước sốt này là làm từ nước đậu. Mọi người đừng có lo là không có protein nha. Tại vì cái đậu này rất là nhiều protein, rất là nhiều đạm ở trong đây. À, em thấy thường thường người nước ngoài không ăn những món này á. Cái này nó không có đậm vị bằng cái mì kia. Nhưng mà nó rất là thanh. Nó rất là nhẹ. Anh biết tại sao người Việt Nam không thích món này rồi. Sao vậy anh? Tại vì Việt Nam mình ăn cái gì cũng rất là mặn hết á. Yeah. Còn cái này nó lợ. Thường người Việt Nam sẽ không thích ăn đồ lợ. Yeah. Mà cái này nó lợ vậy nè. Nói chung á, cái món này, cái mì rất là ngon.
cái đậu, cái base của nó cũng ngon luôn. Giống như để cho người Việt Nam mình á hay ăn thì mình chắc chắn là mọi người sẽ không có thích. Nhưng mà khi mà ai mà thích đồ ăn nhẹ nhẹ và nó kiểu lọ lọ giống vậy thì mình nghĩ là mọi người sẽ thích rất là nhiều. Đây, cái này là ăn vì sức khỏe hả? Ngon. Anh nghĩ biết không, cái này giống gì không? Giống như là dessert vậy á. À, dessert? Yeah. Ok. Xứng đáng để mà mình đợi 15 phút là tới rồi. Yeah, lúc đầu anh tưởng là đợi khoảng 1 tiếng luôn mà đợi cũng rất là ít luôn, khoảng 15 phút là xong. Lucy đã ăn sạch cho luôn rồi mọi người. Ok, tổng cộng của cái bàn này là bao nhiêu em? 44.000 ạ. 44.000. Nên là 10.000. Ok. 12.000. Yeah. 10.000. 12.000. Và quán này thì có lạ một cái là nếu mà mình order theo đúng cái số lượng người tới thì họ sẽ tặng thêm cái bánh phở nữa. À, phở, à, mì. Mì nghiệp, mì nữa. Ok, giờ quyết định bỏ vô đâu? Thôi em muốn này. Ok. Em lên có nước. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến cái địa điểm kế tiếp. Let's go. Bây giờ tụi mình đang đi cà phê trong một cái chỗ cũng rất là đẹp, nhưng mà đang đi thì lạc vô một cái con đường cực kỳ dễ thương và cực kỳ đông luôn mọi người. Gọi một cái cà phê có cream ở trên. Cái này nó gọi là cream coffee. Cái này nó là pudding mọi người, nhưng mà nhìn nó rất là giống chả lụa. Nhìn y chang chả lụa luôn á mọi người. Em gọi này là trà sữa hả? Chai yogurt. Chai yogurt. Bây giờ mình thử ăn cái món pudding coi nó ngon như thế nào nha. Hey, that's right. Anh nhớ rồi, nó là Earl Grey pudding. Nó là trà Earl Grey. Cái bánh flan sữa. Bánh flan trà sữa. Dạ, bánh flan trà sữa. Em thích ăn ngọt không? Dạ, cũng lâu lâu rất thèm ngọt. Lâu lâu hả? Dạ. Anh là thèm ngọt mỗi ngày luôn. Wow, sao gầy thế? Anh tập thể dục nhiều. Ờ. Anh tập mỗi ngày. Anh không gầy lắm đâu, hồi nhỏ anh mập lắm á. Vậy hả? Mà anh giảm cân chứ anh ăn dữ lắm. Cái kem rất là ngon, nhưng mà cái cà phê mình thấy là nó hơi chua một tí xíu. Quê ngon rồi, y như là sữa xá xị quế hồi. Sữa xá xị quế hồi tại nó là chai mà. Mình thấy là trong cái khu này có rất là nhiều quán cà phê rất là đẹp, cho nên là nếu như mà các bạn ăn trưa xong các bạn rảnh á thì đi vòng vòng mấy khu này để tìm mấy cái quán đẹp. Có nhiều quán đẹp, có nhiều quán không đẹp nha mọi người. Thì cái quán này tình cờ mình vào là mình lại thấy rất là đẹp. Giá nói chung là mắc hơn ở ngoài tí xíu, nhưng mà mình thấy rất là kiểu như đáng tiền, nên là mọi người đi thử. Bây giờ là bữa ăn cuối cùng của tụi mình. Không thể nào kết thúc bữa ăn này mà không đi ăn fried chicken, đó là gà chiên. Let's go chicken chicken baby. Ở Hàn Quốc có rất nhiều thương hiệu gà rán, BHC, Pradak, Mayo Chicken rồi nhiều lắm, rất nhiều luôn. Nhưng mà mình thấy Pradak này là thấy có chất lượng và người quảng cáo thấy đẹp trai nên là mình nghĩ là sẽ ok. Những viên nhưng mà quên tên rồi, đóng phim trong TP các thứ, xuất hiện trong Netflix. Em với anh thích ăn cái tỏi đúng không? Garlic Chicken ở đây có xương và không xương. Anh thích ăn xương hay là không xương? Ăn có xương. À, em cũng vậy. Mà người Hàn thì thích ăn những cái gà rán nào mà không có xương á, ăn cho tiện, ăn nhanh. Đối với mình ở Hàn á, gà rán là một trong những món rất là nổi tiếng.
nổi tiếng ở Việt Nam và nổi tiếng ở Mỹ luôn. Và ở Hàn có rất là nhiều brand gà rán khác nhau. Thì trong đầu mình đã có một cái brand mình muốn đi ăn, nhưng mà khi mà mình gặp Wuxi thì Wuxi nói với mình là ok, cái brand này là cái brand Wuxi thích và cũng rất là ngon. Thì tụi mình quyết định đến Buraduck Chicken. Tụi mình quyết định gọi ba loại gà. Cái này gọi là Garlic Fried Chicken, là gà chiên tỏi. Rồi sau đó là tụi mình gọi cái này là half and half, có nghĩa là một bên đây là gà cũng có tỏi luôn nhưng mà là cay. Cái này là gà aglio, bây giờ chưa ăn nhưng mà mình nhìn thôi mình đã thấy rất là ngon rồi, bởi vì gà chiên không có bị quá đen và nó rất là thơm luôn á mọi người, nó cực kỳ thơm luôn. I cannot wait to eat this, it looks so good. À, bây giờ tụi mình sẽ ăn thử. Hy vọng là các bạn sẽ nghe cái độ giòn của mấy cái gà này. Bây giờ mình sẽ thử cái garlic trước đi, tại vì mình rất là nôn nóng để thử cái này. Ok, let's eat. thử nha mọi người. Để cho mọi người nghe nha. Anh rất là thích cái vị này luôn, siêu ngon luôn. Ở bên trong rất là moist, rất là juicy, và ở ngoài rất là giòn, và nó không có bị khô, mà nó nêm cái vị rất là ngon, không có bị quá mặn. Em cũng cảm thấy như thế. Kuzi tội nghiệp đó mọi người, nguyên ngày hôm nay là chở mình đi vòng vòng. Hồi nãy là hai anh em mình là tính đi quay ở ngoài sông Hàn, nhưng mà ở ngoài trời mưa cho nên là tụi mình quyết định quay ở trong nhà. Bây giờ mình sẽ thử vị aglio cay cay á. Cay cay. Theo mình thấy nha mọi người là cái nào cũng có tỏi hết, nhưng mà cái này giống như là cái vị aglio nhưng mà nó bỏ tỏi chiên ở trên. Cay cũng độ 2. Không thấy cay gì hết nha mọi người, nhưng mà cái vị rất là ngon. Ngon lắm luôn á mọi người. Cách đây mấy ngày mình cũng có đi ăn gà. Mình nghĩ trong đầu mình đó là gà ở Hàn Quốc chỗ nào cũng ngon hết. Nhưng mà một chỗ mình ăn nó không ngon, mình không tiện nói tên ra. Nhưng mà mình ăn vô mình buồn cả ngày luôn mọi người, mình kiểu như bị thất vọng vậy á. Xong rồi, hôm nay đúng là đi ăn với lại food vlogger có khác mọi người. Ăn chỗ rất là ngon. Bây giờ tụi mình sẽ thử cái vị cuối cùng, đó là sốt chua ngọt. Sốt chua ngọt, ok, let's go. Cái này mới là cay. Cái này cay, không có chua ngọt. Cái này mới cay nè mọi người. Cái này nó cay nhưng mà nó không có bị mặn quá, nó không có bị đậm cái mùi gochujang. Gà theo mình vẫn còn rất là juicy, rất là mọng nước á. Ăn không có bị khô, anh rất là thích luôn. Mình rút ra được một điều, đây là gà chiên yêu thích nhất của mình ở Hàn nha mọi người. Cái này cái vị nó cũng khác nữa, nó không có bị ngọt quá. Về giá cả, cái mà garlic á mọi người là 18.000 won, còn cái dĩa combo này hình như là khoảng 21 ngàn gì đó. Mình nghĩ nếu mà mình ở Hàn lâu là mình sẽ lên ký chắc luôn á mọi người, tại vì cái gì ở Hàn cũng ngon. Anh rất là khó tính trong việc ăn gà chiên, mà không ngờ nó ngon dữ vậy luôn. Bí quyết để chiên gà ngon là gì? Nếu như mà em trả lời không được, em không phải là người Hàn Quốc nha. Chiên đúng nhiệt độ, chiên đúng thời gian, thay dầu thường xuyên. No, chưa đúng. Cho em suy nghĩ lại thêm một lần nữa. Chiên cho nó ngon. Ok. Trả lời sao anh? Double fried. Chiên hai lần. Yeah, đó là bí quyết. Em phải chiên hai lần xong rồi em mới làm được sốt. Mọi người ơi, đây không phải là người Hàn Quốc rồi mọi người. Đồ chua của nó ăn cũng khá là ngon, khá là giòn, chua nhưng mà không có bị ngọt. Em có thể xin thêm cho anh một cái. Anh gọi sa chang nim. Sa chang nim. Mình mới nói tiếng Hàn với mọi người. Mình được Wuxi dạy tiếng Hàn cấp tốc. Khi mà các bạn gọi đồ ăn trong quán á, lúc hồi đó lần đầu tiên mình qua á, thì mọi người hay gọi là chokyo. Mà mình mới hỏi Wuxi thì Wuxi nói là chokyo, là giống như là excuse me. Muốn lịch sự thì mình sẽ nói là sa chang nim.
là sếp ơi, chủ ơi. Thì cái đó là thật sự. Thật sự là mình nghe cái từ này rất là nhiều. Trong mấy cái phim mà Netflix ấy, thì mọi người hay gọi là sa chăng niêm. Nhưng mà giờ mình cũng biết là vô quán cũng gọi được. Chỉ cần sa chăng niêm thì sẽ có người chạy ra, xong rồi đã hỏi là còn giúp đỡ gì không, xong rồi cho tôi cái này nữa. Thì chỉ cần nói là 이거 주세요, 이거 주세요 thì người ta sẽ đưa cái món đó lại. Hầu như là những cái món lặt vặt nhỏ nhỏ thì sẽ không có tính phí, nên là cứ xin thoải mái nha. Kết thúc 24 tiếng ăn đồ ăn với người local, mình no quá, mình hết biết nói gì luôn. Rất cảm ơn Wuxi đã chở anh Nguyên ngày hôm nay và chỉ cho anh đi ăn những cái món ngon thiệt ngon. Mình sẽ để lại cái list đồ ăn và những cái địa chỉ mà mình sẽ ăn ở bên dưới. Thì nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn save về để đi ăn khi mà các bạn qua hàng. Đừng có quên là like, subscribe cái video này qua kênh của Wuxi. Yeah, và qua kênh của Wuxi để coi những cái content của Wuxi nha mọi người. Còn nếu như mà các bạn thấy món nào mà mình cần thử thì các bạn comment bên dưới cho mình biết. Thì mình những đợt tới mình sẽ đi qua hàng, mình sẽ thử và để lại một tí xíu review cho mọi người coi ha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye.